Rồi cho anh em tắt rồi clip này mình quay cho anh em xem tham khảo chơi. Giờ để anh em biết được cái những cái máy Nati 12V này nó ăn dòng như thế nào nha. Sẵn đây thì mình lên cái khối pin 12V 12V. Khách này đóng theo yêu cầu khách nha. Khách lỗi là lỗi Panasonic rồi, hôm mình bán còn lại mười mấy sale thôi. Anh em nào có chốt thì chốt nha, hoặc muốn đóng khối thì mình đóng theo yêu cầu. Thì cái này dòng xả nó là 10A, xả tức thời 15A thì mình kẹp đôi lợi thì nó lên 3 xả max nó là 30A nè. Rồi thường thường anh em xem mua máy những cái máy bãi National này 12V thì ít có ai test dòng cho anh em xem khi vô tải nó ăn dòng bao nhiêu ha, để anh em chọn pin nó phù hợp. Thì nói chung là pin anh em chọn dòng xả càng cao thì nó nói chung là nó sẽ càng tốt, nhưng mà nhiều khi nó đổi lại thì nó sẽ dư công sức cho những cái máy này ha. Nói chung pin nào mình cũng có bán dòng xả thấp dòng xả cao để mình tư vấn cho anh em, để cho anh em hiểu rõ hơn về những cái máy này nó ăn dòng bao nhiêu thôi. Thì hôm nay mình test với máy sẵn là mình đóng khối pin 12V hai hàng ha. Như khối này mình bán có 340 mấy ngàn à, mình đóng nhân tiền ra mình tính tiền công có 20 ngàn nha anh em. Trong thích hợp anh em sử dụng những con máy vít chỉ sử dụng gia đình thì kẹp đôi dung lượng nó thì mình bao là 3.000, hai kẹp đôi hai hàng là 6 ampere ha. Thì nó cao hơn mấy cái pin Samsung 20R, 25R, kể cả Sony luôn ha. Sony VTC5D mình hay đóng có như thế này chưa được 350 ngàn anh em. Mình đóng thì cái 42 ngàn một viên thì anh em cứ nhân ra 6 sale và tiền mặt và tiền công mình 20 ngàn là mình tính tiền cho anh khách thì có 300 mấy chục ngàn nè. Rồi thì hôm qua thì mình bán nói chung anh em mua Panasonic thì nhiều, còn cái LG thì mình chủ yếu là mấy anh đóng vào thành cái khối pin dự phòng thôi. Thì một khối này mình đóng chắc chắn luôn anh em, không có lòi dây điện ra đó, bốn mấy con số chữ rồi mình sẽ đưa nó ra ngoài cho anh em nhìn cho nó rõ ha. Cái này mình sạc vô đây rồi từ sáng sớm cho tới 1 giờ luôn anh em, sạc quá trời lâu. Tại dung lượng nó tính là 8 viên thế này là ra tới 24.000 mAh. Thì cho anh em sạc ít nhất là 4 lần, ít nhất là khoảng từ 4 lần cho tới 5 lần cái iPhone nha. iPhone thì dung lượng 3.000 mấy 4.000. Còn những cái pin 5.000, 4.000, 5.000 thì anh em cứ ước tính. Ví dụ này 24.000 thì nó sẽ, khi anh em sạc á, sạc cho điện thoại, iPad gì đó, nó sẽ bị hao hụt đi y như là một cái 4-5.000 mAh nha anh em. Tại đặc trưng của mấy cái box sạc dự phòng này nó như vậy nha anh em, chứ không phải là nó không phải như mấy cái mạch máy khoan ha. Nó không phải như mạch máy khoan. Bên đó cái này thì mình bán cho anh em là 485 ngàn, cũng như mình bán xe pin này là 38 ngàn, tiền công mình 30 ngàn á. Cái box sạc 150 thì anh em mới nhân tiền ra, mình lấy tính tiền công thôi, bao chắc luôn nha anh em, về tự lột siêu hôm hổm thì mình xài mấy cái xeo này nè. Hôm nay mình thay đổi, mình lấy xeo 20R ra mình sử dụng cho những máy khoan, tại đem giờ máy cái này thì nó mới dư công suất nha. Hôm nay mình lôi ra mình bán mình đóng cho máy khoan để pin này pin dùng rồi, để mình chưa đo nội trở nữa. Con này là 485 ngàn nha anh em, dung lượng 24.000 mAh. Đây mình cân bằng xeo pin là chục viên, nó điều rang là trên đồng hồ anh em hiển thị bao nhiêu con số, nó sẽ hiển thị điều rang luôn nha. Rồi bây giờ cho anh em xem tham khảo chơi với dòng với những cái máy 12V anh em đóng như thế này. Ngày mai mình sẽ làm clip test, mình đóng 3 hàng xeo rồi, anh em đóng sẵn rồi, mình cũng có test chơi rồi. Mình có test chơi với máy mài 18V để xem cái sức chịu đựng của cái pin dòng xả thấp Panasonic này, được cái dòng xả thấp nhưng mà được cái dung lượng cao, anh em xài liên tục nó sẽ chung là nó sẽ đỡ mất thời gian của anh em phải sạc đi sạc lại cho những cái pin là anh em đang đóng những cái pin dùng hai hàng rồi ha. Với những cái pin mà dung lượng thấp á. Này mình tính cho nó mình test cho anh em hai cái luôn, máy khoan luôn, nhưng mà thôi mình máy khoan này công suất nó sẽ không được như thằng máy ống dít đâu nha. Tại máy ống dít khi anh em dùng anh em bắn to nó bắn này bắn nọ đó là giọng nó giọng búa liên tục thì nó sẽ ăn giọng rất là cao. Rồi mình bắt đầu test nha anh em. Mình test với một cái thiết bị này. Test với thiết bị đo dòng, anh em chú ý để cho cái dòng ampere bên đây nha. Này, điện áp bây giờ mình sạc đầy cho khối pin này là trên đây nó hiển thị là 12V 12V 29 12V 3 đi ha. Giờ mình sẽ dùng kẹp cái mỏ led, mình kẹp cái đầu khẩu cái cho cái khẩu của cái vít chuyển bu lông này,
1/2 này ha, cái này hàng ít canh, một hàng này bán cũng nhiều rồi. Rồi mình kẹp như thế này là nó sẽ chắc chắn và cứng cáp hơn những cái anh em bắn to anh bắn nhít nha. Mình kẹp chặt trong mỗi lớp như thế này thì anh em biết là cái độ búa của nó giọng liên tục, là nó sẽ mình kẹp nó chắc, là công sức nó sẽ hơn cái những cái anh em bắn dít dít vô gỗ nha. Rồi mình sẽ test cho anh em cùng xem nó. Mình sẽ test liên tục 1 phút, mình sẽ test liên tục 1 phút luôn. Anh em chú ý nha, anh em dòm trên cái màn hình cái đồng hồ đo vol. Giờ mình sẽ kẹp chặt mình ấy. Quên nữa, con máy này là con EZT611 dòng có than rời nha. Mình test liên tục 1 phút. Rồi 6 phút. Gần 50 giây tê tai quá, chịu không nổi luôn á, rất là tê tai luôn nha. Anh em thấy là nó ăn vòng khoảng 20 a ha, không hơn, không đạt được 21 nữa. Quả pin vẫn bình thường anh em, trên tay là vẫn bình thường, không có hiện tượng nóng ngắt gì hết ha. Thì cái mạch này mạch 30 a thì thằng này mát công suất nó cũng 30A, thì tự nhiên mình dùng những con này thì vô tư. Nóng cái đầu khẩu luôn á. Anh em thấy cái mỏ lết. Cái mỏ lết này mỏ lết Nhật Bản nghe, chứ mỏ lết Trung Quốc là chắc banh luôn, mất tiêu mấy con này luôn rồi. Mỏ lết này mỏ lết Nhật nha anh em. Rồi, nói chung thì anh em cho ý kiến và phần đánh giá ha. Còn cái này là tại vì mình đóng theo cậu khách thôi, từ thay những cái pin này đó giờ những dùng cho những cái xe đạp điện này nè, với robot hút bụi, sạc dự phòng thì nó quá dư công sức luôn nha. Sạc dự phòng thì cái những cái này thì dòng xả nó rất là thấp, xả nó rất là thấp. Cái này thì nó dư với công suất của sạc dự phòng, còn máy rút bụi dư luôn anh em. Khi anh em kẹp đôi hai hàng như thế này thì dòng xả mát nó thì 30A, thì đương nhiên thì nó như mình đã đo dòng nãy giờ anh em thấy nó chỉ hơn 20A thôi, không đạt được 21A, thì pin nó cũng không ngắt và mạch cũng không ngắt ha, không nóng gì hết. Anh em bắn gần 1 phút là anh em đã biết là cái công suất mình kẹp mỗi lết vô là anh em biết nó rất là mạnh. Để mình đo bằng đồng hồ đo vol. Cái tay mình giữ muốn không nổi luôn nha anh em. Cái tay mình giữ tê tay luôn á. Hồi nãy nó là 12V 30. Đó, anh em thấy cái này nó hơi khó thấy. 12V 23. Tại vì trong cái đồng hồ đo dòng này nó có cái sự sai số, để mình đo thằng này nó mới thực tế hơn. Hồi nãy mình là 12V 29, nhưng 12V 3 không, thì mình kẹp vào mình đo lại nó đi. Tại vì lúc mình khi mình có tải á, thì những cái pin này nó sẽ sụt áp, khi mình không nó cho tải nữa thì nó sẽ hồi điện áp lại bình thường. Em thấy bắn liên tục 1 phút nó chỉ tốn có 0,2 volt. Tí dưới khối pin hai hàng cell này thì dung lượng 6A, thì anh em xài gia đình thì nói chung bắn ton này nọ cũng rất là thoải mái ha, không hiện tượng nóng, cũng như một quả pin bình thường thôi.
Rồi cái này thì anh em nào muốn đóng thì mình đóng theo yêu cầu thôi, chứ còn những cái pin dòng xả cao thì ví dụ như 25S đây, nói chung mình xài cho đầu khía thì đầu khía nó ăn dòng cao thì mấy cái này thì nó, mình nghĩ nó không thích hợp nha, như Nati, Hitachi với những cái dòng máy khác. Rồi hôm sau mình sẽ làm cái những cái máy, mình sẽ test những cái cắt sắt, những cái máy máy mài 18V bằng những khối pin này. Mình đã đóng 3 hàng sale rồi, rồi bây giờ mình bắt đầu đi gói hàng thôi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Cái này thì mình đóng có 340 mấy ngàn à. Còn bóp sạc này thì là 485 ngàn nha anh em, không bao ship nha, mình bán lẻ, mình đóng lấy tiền công thôi. Rồi cảm ơn anh em mình đã xem clip này. Rồi có anh em có ý kiến gì thì có thể là mình góp ý. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.